Chào các bạn nha, hôm nay Boy đi đào khoai mỡ nha. Miền Tây mình thì gọi là khoai ngọt. Tới thu hoạch rồi mà không thu hoạch củ nó lòi lên trên luôn. Đây, lên được rồi nè, Boy khiến lên, phủi đất ra. Được phủi cho. Đây, ba nhánh. Gãy ra. Đây, khoai mỡ hết ba nhánh. Một củ một gốc. Rồi để ra đây đi con. Đó. À, đã không? Đây củ này to mà nó ăn thẳng đứng ăn sâu khó đào quá. Nè cuối cùng nhổ lên được, dưới nó có hai lỗ rồi. Cưng không? Đây, củ tiếp theo nữa. Quá trời mệt luôn. Rồi thôi, gớt rồi bôi. Gãy rồi. Bỏ qua, bỏ qua. Đó. Đây, kết quả cuối cùng thu hoạch được nhiêu đây?